Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay trước thềm phiên họp mang tính quyết định về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu, viết tắt là EFTA, diễn ra vào ngày 21 tháng Giêng năm 2020 tới đây, có thể thấy rõ nỗ lực dàn xếp nhằm trấn an các nghị viên châu Âu của giới hữu trách Việt Nam trước những làn sóng chống lại việc thông qua hiệp định này vì những lý do lo ngại về nhân quyền, quyền của người lao động Việt Nam. Việt Nam khẳng định bảo vệ nhân quyền. Chúng tôi khẳng định chính sách nhất quán của nhà cầm quyền Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người phù hợp với Hiến pháp của Việt Nam và các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong một lá thư cho Chủ tịch Berlin của Ủy ban Thương mại Quốc tế INTA thuộc Nghị viện châu Âu EP ngày 6 tháng Giêng năm 2020. Một tuần sau ngày 13 tháng Giêng, Đại sứ Việt Nam tại Brussels ông Vũ Anh Quang lại có thư gửi ông Berlin tiếp tục khẳng định về chính sách tại Việt Nam, đồng thời giải trình trường hợp bắt giữ nhà báo độc lập blogger Phạm Chí Dũng. Theo giải trình này, nhà báo Phạm Chí Dũng bị tạm giữ vì đã thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam mà không đăng ký theo luật pháp Việt Nam, sử dụng mạng xã hội để viết xuyên tạc và truyền bá tin giả về các chính sách và luật pháp Việt Nam nhằm kích động và gây rối an ninh công cộng, gây hoang mang và lo lắng trong nhân dân và sự ổn định xã hội. Trước khi bị bắt ngày 21 tháng 11 năm 2019, ông Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập được biết tiếng với những bài phân tích bình luận về tình hình thời sự Việt Nam. Ông cũng là một blogger của đài VOA và nhiều cơ quan truyền thông khác trong nhiều năm qua. Trong lá thư mà VOA đọc được, Đại sứ Vũ Anh Quang sau khi giải thích về trường hợp bắt giữ blogger Phạm Chí Dũng tiếp tục dẫn chứng về quyền tự do ngôn luận và báo chí của Việt Nam trên giấy tờ, tức là các quy định trong Hiến pháp và các bộ luật báo chí, luật xuất bản, luật tiếp cận thông tin và trên thực tế, thông qua thống kê của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU, nói rằng Việt Nam nằm trong số các quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất về báo chí, thông tin truyền thông, mạng xã hội và cơ sở hạ tầng Internet. Tiếp tục minh chứng cho luận điểm này, ông Quang đưa ra số liệu của năm 2019, cho biết Việt Nam hiện có 857 cơ quan báo chí, 1.510 trang báo điện tử và 18.000 nhà báo, hơn 64 triệu người dùng Internet và 75 triệu tài khoản Facebook, và sự hiện diện của đại diện các hãng thông tấn lớn nhất trên thế giới như Reuters, AP, AFP và Kyodo. Một nguồn tin liên lạc trực tiếp với một số nghị viện châu Âu cho VOA biết nhóm đàm phán EP vừa có cuộc họp cuối cùng về EFTA và EVIPA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa châu Âu và Việt Nam, trước khi diễn ra phiên họp mang tính quyết định trong vài ngày tới, tức là ngày 21 tháng Giêng năm 2020 tới đây. Mục tiêu của cuộc họp là để thảo luận những lá thư trao đổi giữa ủy ban của EP với giới hữu trách Việt Nam vừa qua. Cùng thời điểm, truyền thông Việt Nam cho hay Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cũng có chuyến thăm và làm việc tại EP từ ngày 13 đến ngày 16 tháng Giêng. Theo đó, quan chức Việt Nam đã gặp những nhân vật quan trọng của EP, Chủ tịch Berlin của INTA và 12 nghị sĩ thuộc các đảng chính trị chủ chốt của EP. Tại cuộc họp, ông Sơn tiếp tục nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiệp định EFTA và EVIPA trong thúc đẩy quan hệ chính trị và kinh tế thương mại giữa Việt Nam và EU và hứa sẽ thực thi đầy đủ các cam kết của các hiệp định theo tường thuật của VTV Đài truyền hình Việt Nam. Trong khi đó, nguồn tin của VOA bổ sung thêm rằng tại cuộc họp, việc thả một số tù nhân chính trị cũng đã được công bố, nhưng không có danh sách cụ thể của các tù nhân. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin rằng đại diện của Việt Nam tuyên bố bộ luật hình sự sẽ được xem xét. Tuy nhiên, chúng tôi không có chi tiết cũng như các cam kết bằng văn bản, nguồn tin trên VOA cho biết. Bộ luật hình sự vốn là một trong những rào cản trong nỗ lực vận động thông qua EFTA từ phía Việt Nam.
Một số nghị viên châu Âu cho rằng sự kiện xảy ra ở Đồng Tâm gần đây đang chứng tỏ tính thiếu khả tín của Việt Nam trong việc tuân thủ và thực hiện cam kết, nhất là các vấn đề dân chủ và nhân quyền. Hàng loạt các tổ chức nhân quyền quốc tế trong thời gian qua liên tục gửi kiến nghị kêu gọi EP hoãn thông qua hai hiệp định với Việt Nam, cáo buộc nhà nước Cộng sản Việt Nam dùng bộ luật hình sự khắc nghiệt để hình sự hóa việc chỉ trích chính quyền, một kiến nghị hồi tháng 11 vừa qua nêu rõ. Các tổ chức quốc tế cho rằng hai hiệp định giữa EU và Việt Nam hoàn toàn không đưa ra cam kết cụ thể nào về nhân quyền từ phía Việt Nam, ngoài những điều sơ sài trong chương trình phát triển bền vững của EFTA và cũng không đưa ra thời khóa biểu, ràng buộc hay hình phạt nào nếu không tuân thủ các cam kết. Các tổ chức này kêu gọi EP phải đòi phía Việt Nam phải sửa đổi bộ luật hình sự và thể hiện thiện chí cải thiện nhân quyền bằng cách thả hết các tù nhân chính trị đang bị giam giữ tại Việt Nam, chấm dứt sách nhiễu những người bất đồng chính kiến hay thực thi quyền tự do tôn giáo, công nhận các nghiệp đoàn lao động độc lập, thông báo công khai thời gian điều chỉnh luật an ninh mạng theo tiêu chuẩn quốc tế và một số yêu cầu khác. Về phía Việt Nam, ngoài sự nỗ lực vận động trực tiếp trên mặt trận truyền thông cũng liên tục xuất hiện những bài viết song song với mỗi động thái trong nước và quốc tế có thể gây bất lợi cho việc thông qua EFTA và EVIPA. Đơn cử, ngay sau khi 48 tổ chức quốc tế trong và ngoài nước gửi kiến nghị lên các lãnh đạo EP hồi tháng 9 năm 2019 kêu gọi hoãn thông qua hai hiệp định, báo Công an có ngay bài viết gọi là các tổ chức này là bàn tay bẩn trong nỗ lực chống phá, cản trở EFTA qua việc đổi trắng thay đen, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Trong khi các trang chính thức của chính phủ Việt Nam có những bài viết nói rằng Việt Nam đang từng bước, nội dung trong các nội luật hóa tiêu chuẩn lao động Việt Nam để phù hợp với các cam kết lao động theo tiêu chuẩn quốc tế. Mặt khác, theo nguồn tin cung cấp của VOA, ngoài việc giải trình và chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, các lãnh đạo cấp cao của Cộng sản Việt Nam còn cung cấp cho EP một danh sách 22 văn kiện cho thấy việc cải cách bộ luật lao động sẽ được thông qua vào tháng 10 năm nay. Các nghị viên châu Âu và thành viên của Ủy ban Nhân quyền của EP, DROI, cũng sẽ được mời tham gia vào đối thoại nhân quyền nhằm giải tỏa những lo ngại của họ về các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, nguồn tin của VOA cho biết. Những động thái xoa dịu trên từ phía Việt Nam có vẻ như cũng làm cho các lãnh đạo châu Âu nhẹ nhõm phần nào. Theo nhận định của nguồn tin VOA, mặc dù trên thực tế sự kiện xảy ra ở Đồng Tâm gần đây đang chứng tỏ tính thiếu khả tín của nhân quyền Cộng sản Việt Nam. Theo lịch trình phiên họp tại INTA để bỏ phiếu cho các khuyến nghị về EFTA sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 21 tháng Giêng tới đây. Sau đó, nếu các khuyến nghị này tiếp tục được thông qua trong phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu vào tháng 2, thì EFTA sẽ chính thức đi vào hiệu lực một tháng sau đó. Kể từ khi diễn ra vụ bố giáp tại Đồng Tâm khiến cho cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, thủ lĩnh tinh thần của dân làng thiệt mạng cùng với ba công an hôm 9 tháng Giêng vừa qua, nhiều tổ chức xã hội và một số nghị viên châu Âu kêu gọi EP nên xem xét lại việc thông qua hiệp định này. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người vận động cho các xã hội dân sự tại Việt Nam, liên tục cảnh báo về hậu quả của vụ việc này lên số phận các hiệp định mà Hà Nội đã ra sức vận động gần chục năm qua. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nếu EU hoãn không thông qua EFTA thì đó là chiến công vang dội của các vị. Tiến sĩ Nguyễn Quang A viết trên Facebook cá nhân hôm 15 tháng Giêng vừa qua. Hiện trên mạng xã hội cũng xuất hiện kêu gọi biểu tình trước Nghị viện châu Âu Bỉ vào ngày 21 tháng Giêng tới, đúng lúc diễn ra phiên họp mang tính chất quyết định tại INTA để chống lại việc thông qua hiệp định này. EFTA được xem là hiệp định tham vọng nhất giữa châu Âu và Việt Nam,
Nếu các thủ tục hoàn tất và chính thức có hiệu lực, hiệp định ước tính sẽ giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang EU tăng thêm 42,7% vào năm 2025 tới đây, theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Trong khi đó, GDP của EU sẽ hưởng lợi thêm 29,5 tỷ đô la và xuất khẩu sang Việt Nam tăng 29% vào năm 2035. Nhìn những vũ khí thô sơ thu được sau trận càn quét và Đồng Tâm, tôi thấy luận điệu của nhà cầm quyền gán cho những người dân Đồng Tâm nhận tiền của thế lực thù địch ở nước ngoài để trang bị vũ khí chống lại nhà cầm quyền. Tôi cảm thấy càng thương những người nông dân Đồng Tâm hơn. Với những thứ được gọi là vũ khí này đánh trộm chó còn chả xong, nữa là đánh nhau với đội quân bách chiến bách thắng được trang bị vũ khí đến tận răng của Cộng sản Việt Nam. Nhưng thôi, trước đây người dân Đồng Tâm nhận gì của ai chúng tôi không biết, nhưng tôi tin nhiều người trong số gần 700 người gửi tiền phúng viếng cụ Lê Đình Kình chưa một lần quan tâm hay tiếp xúc với bà con Đồng Tâm. Cái chết thương tâm của cụ Lê Đình Kình thực sự là một cú sốc đối với dư luận. Cuộc tấn công vào nhà của những người nông dân thôn Hoành vào ban đêm cũng là một cú sốc với những người trước đây vốn không mấy quan tâm đến cuộc chiến giữ đất của họ. Cách các lực lượng vũ trang hùng hậu đổ về bao vây thôn Hoành, một làng quê nhỏ bé bình yên giữa thời bình, chặn đường, cắt sóng, điện thoại, internet khiến bao nhiêu người lo âu. Bởi thế, sau cuộc tấn công, tin tức về 22 người dân Đồng Tâm bị bắt và tìm cụ Kình chết loan ra, làm rúng động lòng người. Nhiều ngày sau, người ta mới nhìn thấy trên mạng hình ảnh thi thể của cụ Lê Đình Kình với vết cắt mổ phanh tàn nhẫn. Điều đó thực sự khủng khiếp, làm nhiều người bàng hoàng, đau xót. Đó chính là lý do có tới 700 người gửi tiền phúng viếng cụ Lê Đình Kình với số tiền lên đến hơn 500 triệu đồng, một con số chưa từng có. Có lẽ nhà cầm quyền thẹn quá hóa cùn nên nói bừa rằng đây là tiền tài trợ của nước ngoài và lệnh cho ngân hàng phong tỏa số tiền này. Tiền của nước ngoài nào? Của tôi đấy, của những người dân Việt Nam trong và ngoài nước là chính đấy. Và tiền viếng này là tài trợ cho người đã chết ư? Sao mà ngu xuẩn và vô lương tâm đến như vậy? Hãy nhớ khi các người cưỡng chế đầm vườn, phá nhà của họ Đoàn, cũng là những ngày giáp Tết, cộng đồng người Việt trong và ngoài nước bấy giờ cũng đã quyên góp được hơn 300 triệu cho gia đình anh em Đoàn Văn Vươn đang ở trong tù. Vụ cưỡng chế đầm tôm của nhà Đoàn Văn Vươn chẳng làm chết một ai. Còn Đồng Tâm, không chỉ 22 người bị bắt, đau xót nhất là cái chết thê thảm của cụ Lê Đình Kình. Có lẽ nếu cụ Kình không chết, đau đớn đến thế, cộng đồng đã không quan tâm đến Đồng Tâm nhiều như vậy, đã không gửi tiền viếng cụ nhiều đến thế. Bình thường đi đám viếng một đám tang, tôi chỉ đưa một phong bì 100k, nhưng lần này tôi viếng cụ 500k, vẫn còn cảm thấy ít ỏi. Nhiều người bạn nhờ tôi gửi tiền phúng viếng cũng ít nhất là 500k. Vậy mà các người lại định chiếm đoạt số tiền phúng viếng đấy ư? Hôm 18 tháng 1, trên mạng xã hội xuất hiện thêm những hình ảnh và video về xác chết của cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, người vừa thiệt mạng trong vụ công an tấn công vào xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội vào hôm 9 tháng 1 vừa qua. Trong video trước đó khoảng một tuần, khi gia đình tiếp nhận xác cụ Lê Đình Kình từ nhà cầm quyền, người ta thấy xác cụ có một vết giống như đạn bắn trên ngực, vào giữa bụng có vết mổ dài giống như mổ tử thi. Trong video và những hình ảnh mới, người ta thấy lưng cụ Kình có nhiều vết bầm tím giống như bị đánh, chân trái bị đứt lìa từ phần đầu gối và đầu có nhiều vết máu. Cụ Kình được coi như một thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm trong việc bảo vệ 59 hectare đất đồng xanh trong xã mà nhà cầm quyền khẳng định đó là đất quốc phòng. Người dân Đồng Tâm một mực khẳng định đây là đất nông nghiệp mà họ đã canh tác từ nhiều đời nay. Sau vụ tấn công của công an vào xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1, Bộ Công an cho biết đã có 4 người thiệt mạng và một người bị thương. Trong số 4 người thì có một người là dân thường và 3 người là lực lượng chức năng.
Bộ Công an nói ba viên công an bị ngã xuống giếng trời của nhà cụ Lê Đình Kình khi truy đuổi những kẻ tấn công lực lượng chức năng và bị dân ném xăng xuống đốt. Tuy nhiên, cho đến giờ Bộ Công an chưa hề đưa ra được lời giải thích cụ thể nào về cái chết của cụ Lê Đình Kình mà chỉ nói cụ Kình chết trong tay có một trái lựu đạn. Bộ Công an mà cũng chưa có lời giải thích nào về những vết thương và gãy chân của cụ Kình. Những hình ảnh mới đây từ Đồng Tâm gửi ra cũng cho thấy phòng của cụ Lê Đình Kình bị xáo trộn và có nhiều vết máu. Trong một diễn biến khác có liên quan, sau khi Bộ Công an ra lệnh cho ngân hàng Vietcombank phong tỏa tài khoản nhận tiền phúng điếu cụ Kình với số tiền hơn 500 triệu đồng, một trang GoFundMe đã được mở ra để tiếp nhận tiền phúng điếu giúp cụ Kình. Chỉ trong một vòng có một ngày, trang này đã nhận được khoảng 11.000 đô la Mỹ trong mục tiêu nhằm đạt 20.000 đô la. Những người mở trang này nói họ muốn giúp đỡ gia đình cụ Lê Đình Kình hiện chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em. Những người đàn ông khác trong gia đình hiện đã bị công an bắt giữ. Sau vụ tấn công, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ 22 người chống đối và ghép họ vào tội giết người và chống người thi hành công vụ, sở hữu và sử dụng vũ khí trái phép. Đài truyền hình Việt Nam VTV sau đó đã chiếu những đoạn phim trong đó có con trai và cháu cụ Kình thú tội. Đoạn video bị nhiều người chỉ trích là không thật vì những người thú tội có thể đã bị ép cung bởi vì khuôn mặt của họ đã bị bầm tím, bầm dập, không thể nhận rõ được khuôn mặt vì bị tra tấn đánh đập. Nhìn ông cụ râu tóc bạc trắng, khuôn mặt chung trực, quắc thước kia, ai bảo cụ là người phản bội Tổ quốc? Ai tin rằng cụ đã dã man đến cùng cực khi chỉ đạo mệnh lệnh cực kỳ tàn ác với lực lượng công an? Tôi thì tôi không tin cụ xấu xa đến như thế đâu vì tôi có khả năng thấu hiểu và đọc thấu tâm can người khác. Tôi biết, nhìn mặt mà bắt hình dong, đặt cụ Kình bên cạnh ông Nguyễn Đức Chung, chỉ nhìn hai khuôn mặt thôi thì tôi tin cụ Kình chứ tôi không tin ông Chung đâu ạ. Cái số cụ quá khổ, cụ dũng cảm chung trực bao nhiêu thì các con cụ hèn nhát bấy nhiêu. Họ lên tivi khai trước cả nước về việc cụ chỉ đạo hết, cụ là chùm sò. Trong khi các clip trước đó thì cụ chỉ ngồi im cười chứ có hô hào tiêu diệt ai đâu, toàn là con cháu cụ nói đó. Nó kích động đấy chứ. Này cụ chết rồi, công an kiểu gì mà chẳng gợi ý cho mấy đứa con cháu bất hiếu. Chúng mày cứ khai bố, khai ông chúng mày chỉ đạo là thoát tội. Đằng nào ông già cũng chết rồi, gánh tội hết cho chúng mày rồi. Chẳng lẽ con cháu cụ nó khai nhận, khẳng định vậy mà lại không tin à? Đến nước này còn ai không tin cụ độc ác, dã man, tàn bạo nữa nào? Thế mà tôi vẫn không tin đấy. Cho nên tôi mới khóc thương cụ. Lúc cụ sống tôi không thể hiểu được những oan ức của cụ, nhưng khi cụ chết thì tôi hiểu rằng bằng những thông điệp tâm linh. Tuổi thơ của cụ Kình đã trải qua nhiều năm tháng kinh hoàng khi thực dân Pháp chiếm đóng. Cụ đã chứng kiến cảnh thực dân Pháp giết hại hành hạ đồng bào của mình, đồng bào trên chính mảnh đất Hà Tây, Đồng Tâm, Mỹ Đức của cụ. Lòng căm thù thực dân Pháp đã khiến cụ tham gia quân đội, cầm súng giết giặc theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cụ chưa bao giờ nguôi ngoai hình ảnh tội ác của thực dân Pháp đối với dân tộc mình. Thế rồi giờ đây, Hà Nội bỗng xuất hiện một Nguyễn Đức Chung làm chủ tịch. Người này tôn thờ người Pháp, coi như mẫu quốc của mình. Lý do thì bảo là bị ung thư tưởng chết, sang Pháp cứu cho khỏi. Rồi từ đó, đền ơn người Pháp muốn gì cũng làm theo hết. Rồi biết cụ Kình là một lão thành cách mạng, một chiến sĩ chống Pháp năm xưa, thì chúng ta muốn lấy lòng của người Pháp bằng cách vu oan giáng họa cho cụ. Bảo cụ gian dối, gian lận, cướp đất, chẳng biết từ lúc nào, chúng biến thành kẻ thù năm xưa ra tay trừng trị, tiêu diệt cụ Kình. Thực ra chúng con không hề bị bệnh ung thư gì hết, nhưng ông ta giả vờ như thật, đi đi về về ở Pháp coi như đi chữa bệnh. Về chuyện này phải nói đến một điển hình là cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tưởng chữa bệnh ở đâu lại đi sang Nhật, hay ông Bá Thanh thì đi sang Mỹ. Tóm lại là những kẻ xưa của Việt Nam mà ông biến thành kẻ hàm ơn là ông phải chết.
Vậy tại sao cụ Kình lại quyết tâm chống đối việc xây dựng sân bay Miếu Môn đến cùng như vậy? Phải có một bí mật nào đó, ví dụ như mục đích thật của khu đất giao cho Viettel là gì? Có phải là về tay của người Pháp không? Xem tin ông Trung Con sang tận Pháp tổ chức hội nghị phát ngôn ủng hộ người Pháp làm các thành phố thông minh ở Hà Nội, mà Hà Nội thì ở đâu? Ở Hà Tây, ở Đồng Tâm, ở Mỹ Đức, cho nên cụ Kình mới chống đối Trung Con như vậy. Vì coi ông này mới là kẻ thù tay sai của Pháp, là giặc nội xâm, như lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong câu chuyện của sân bay Miếu Môn thì có liên quan đến sân bay quân sự Hòa Lạc. Tại sao ông Trung ép quân đội giữ đất làm sân bay Miếu Môn, trong khi lại giao cho Sun Group nghiên cứu quy hoạch sân bay Hòa Lạc? Mà ai chẳng biết Sun Group với các dự án ở Bà Nà, Đà Nẵng và nhiều nơi khác có bóng dáng của người Pháp, của nguồn vốn Pháp đổ vào. Chứng kiến những tội ác của người Pháp với đồng bào mình mà không căm thù mới là vô cảm, vô đạo đức. Cụ Kình chẳng có lỗi khi cụ căm thù giặc Pháp, căm thù ông Nguyễn Đức Chung vì cho rằng ông Chung bảo vệ người Pháp bán rẻ tổ quốc của mình. Nếu có những hành động bột phát và sai lầm thì cũng chỉ bắt đầu từ khi ông Nguyễn Đức Chung cố tình chỉ đạo thanh tra Hà Nội kết luận sai trái vụ khống chế cụ Kình. Tức từ tháng 7 năm 2017 đến nay, còn trước đó trong quá trình đi tìm công lý, cụ Kình vẫn luôn tuân thủ pháp luật, luôn làm đúng phận sự của một công dân. Nếu một việc làm đúng, một quyền lợi chính đáng bị người lãnh đạo lợi dụng quyền lực, con dấu bố máy để vu khống cho người ngay, thì sự phẫn nộ quẫn trí lồng lộn, quyết tử của người ngay ấy lại dễ giải thích. Nay cụ Kình chết rồi mà ông Trung còn sống thì thật là bất công. Ông Trung nên biết đường ăn năn sám hối trước khi quá muộn. Pháp luật không xử thì trời đất cũng xử, đừng để giống như ông Quang, ông Thanh.